Chào các bạn, trong video này Tiên Học Sắp Nâu sẽ hướng dẫn các bạn cách kích hoạt kính lúp ở trên Windows 10. Giả sử ở đây mình đang sử dụng Windows 10 và mình muốn xem cái thời gian trên máy tính. Tuy nhiên thì do mắt kém nên mình thấy không rõ. Mình có thể kích hoạt kính lúp lên bằng cách trên bàn phím các bạn bấm phím Windows cộng với dấu cộng ở trên bàn phím. Lúc này thì chúng ta đã kích hoạt được cái kính lúp lên thì chúng ta có thể dễ dàng xem được cái giờ hơn. Lúc này trên màn hình chúng ta cũng sẽ xuất hiện thêm một cái biểu tượng kính lúp thì các bạn có thể bấm tăng hoặc là giảm, và lúc này chúng ta thì có thể dễ dàng xem được cái chi tiết ở trên Windows. Sau khi các bạn xem xong, các bạn muốn trở về chế độ mặc định thì các bạn có thể thoát cái kính lúp này đi. Thì hy vọng đây là một cái thủ thuật nhỏ sẽ giúp ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.